cái bông đó luôn vậy? Dạ, cái mà dư niệm cho bà. Nhà ơi, bây giờ mình đi ra đồng thằng em mình đó. Bích Cúc mình bây giờ như một con điên. Bây giờ mình sẽ thành một con điên. Gari. Mình sẽ đi đúng thế. Nó cho mình đi kiếm thằng ở nhà thấy không? Đây là lá chuối. Nào mình đi. Đây là cái môn của mình đó cả nhà. Môn ngọt. Môn này là ăn được hả? Ờ, môn ăn được. Cái nhà được. Cái này môn ăn được mình cắt 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 lại đấy hả? Mình cắt mình xào ngon lắm. Nè cái nhà thấy không? Nói, em đi cắt mày hả bưởi. Lấy cái cây bự cho đó. Đấy. Chặt lá này cho cả nhà. Nói. Cái này gì mình xào với gì khỏi? Gì mình xào với tôm nè, thịt đó. Tôm thịt xào ngon lắm. Cái này mình chặt sao? Chặt sao? Cái này đờ. Đây. Quá trời luôn, nó tốt luôn các bạn ơi. Môn mẻ này hả? Nguyên cái vườn môn của người ta này cả nhà. Đây là cái đẻ này bự nè. Đây là con trùng tuồng. Đừng cho tôi tiên ơi. Tiên ơi. Cái khi nhà không hỏi chủ nhà bây giờ chủ nhà đi này cái nhà mày nhá rồi mơ ngọt đấy thì sao ngon ai bưng cái phân gỗ thôi này mình sẽ thu hoạch được mơm rồi sao cắt nguyên bụi cắt nguyên cây luôn hả? Ừ, cây luôn hả? Chủ nhà kia mình cắt nguyên cây mình chơi nguyên cây luôn cắt lá đi mình đục dưới nó lên mình chơi nguyên cây luôn cây luôn. Ờ con sắm rồi. Được chưa? Được con sắm rồi. Đủ chưa? Làm gì chợ nhiêu đó xài được nhiêu đâu. Cái này lắp lấy reo đợi đồng đi ra đồng được nha. Nhà thấy không? Trời ơi mát cực kỳ luôn. Có cần ngón luôn á. Giỏ đây hai cái nè, đội lên nè. Cả nhà thấy không? Cái người nông dân mình á ra vậy đó. Nè. Đội vũ mình đi. Đó. Đang dụng mà vậy là mát dữ lắm luôn cả nhà không các bạn. Không bỏ luôn cả nhà. Cái cây thì mình ăn cái lá để đội cả nhà thấy không? Thấy không? Tiện rồi lại không? Không bỏ gì chứ. Rồi mình sẽ thu hoạch được như đây. Chút xíu em về em làm món tôm cho chị ăn nha. Xào tôm nó ngọt. Tôm ngọt hả? Hương vị nó thơm đó các bạn ơi. Cái gỗ mình chưa ra tới đồng nữa cả nhà mà giờ nó đầy. Gỡ đi đi. Có ôm này gì đặng được không? Có ôm này gì đặng cho không? Yeah. Tội nghiệp nhỏ không? Em hái vậy bây giờ mình còn ra đồng nữa cả nhà. Thì mình nhờ thằng cháu mình nó đem về nhà trước đi cho đội tội nghiệp. Lại đi lại nhanh nghe con. Chạy tội nghiệp nhỉ. Đây. Ăn thôi mình để luộc chấm. Cái này ở thành phố mình cũng có mà nó bán mắc lắm cả nhà, tới mấy chục ngàn ký luôn nè. Còn là cái này là rau thiên nhiên đó nha. Thì cái mùa mưa nó xuống á là nó bò vậy lắm nè cả nhà thấy không? Cái này ăn tốt lắm này, mà ăn nếu mà người nào biết ăn á thì ăn được, còn không biết ăn nó hơi hôi, cái mùi nó khó ăn lắm. Này cả nhà thấy không? Rau này là ta ở đây ta mọc tính nó thiên nhiên rồi, cái nhà mưa nó xuống á. Rồi tự nhiên là nó tự nó lên vậy đó chứ không phải là người ta trồng, cái này không người ta không có trồng đâu nha. Con này là ta trồng mà cái nhà môn này ta trồng. Mình vô tặng khác cái nhà của bác bảy mình luôn. Đấy, để thu hoạch cái ổ mối gì mà tôi cho cá tôi ăn các bạn ơi. Tôi không muốn nóc rụt ơi. Ồ, thưa các bạn ơi, vì mình sẽ gãi cái ao cá nuôi đó các bạn. Trái này chín không khỏi? Chưa. Nè chín rồi. Chín rồi ăn ngon lắm. Nè cái trái nhãn lồng nè. Mà nó không hột.
để mẹ kiếm kiếm cái khác đi. Nó héo rồi sao á. Bạn ở nhà thấy cái hộp ở trong rồi. Hộp rồi, nó còn non. Thơm lắm. Cái này ăn được đó cả nhà mà. Ăn chưa chín. Để cái bông quay cái bông nè. Quay cái bông khang quay sát vô khang. Đẹp, nó đẹp hết biết ha. Nó quay sát vô. Đẹp dữ gần thiệt trời. Để cái bông này nè. Chơi nè. Thì xem là nó cái bông này. Ấy mà cái này là các bạn. Cái mấy đứa bé mà ở dưới nít mình ở quê đó. Nó chơi cũng lắc léo các bạn ơi. Các bạn biết gì không? Người ta có tiền người ta làm lông mi á, lông mi gái. Còn nếu mấy đứa bé mình bẻ cái này nè. Gắn lông mi đẹp lắm các bạn ơi, để tôi gắn cái lông mi cho đứa cháu cho các bạn coi nè. Cả nhà thấy không? Giờ em làm đẹp luôn, nó làm lông mi gắn cho em, gắn bông em luôn nè, thấy không? Nó gắn hai bông luôn nè. Nhà thấy chưa? Không có nhà. Tụi em chồng mình nó chơi gắn. Nó thấy cái bông gì, cái bông nó là bông gì? Nhãn lồng. Bông nhãn lồng, nó tưởng đẹp cái nhà nó gắn em nè. Nó nói em đi ra đồng mới mất cúp ra cho nó. Mà gắn em như con quỷ. Gắn em như con quỷ vậy cả nhà. Rồi. Rồi mình cho mẹ mày coi khúc đó này. Đẹp. Cả nhà ơi, mình sẽ trang điểm cho chị dâu mình nha cả nhà ơi. Là mình chơi kiểu nha, ôm kỷ niệm nhà trò hồi xưa đó cả nhà. Thì mình sẽ làm cho bà làm một cô dâu. Cả nhà thấy nãy là cái bộ lông mi mình make up cho bà chưa? Đây mình sẽ làm cái sợi dây chuyền và cái dư niệm cho bà. Cả nhà ơi, bây giờ mình đi ra đồng thằng em mình đó. Bích cúp mình bây giờ như một con điên. Bây giờ mình sẽ thành một con điên. Thấy chưa, mình sẽ đi đấu tranh với nó. Nó cho mình cây kiếm nè cả nhà thấy không. Đây là một lá chuối, là mình đi nhằm một con điên luôn cả nhà ơi. Vô. Bây giờ mình đi ra đồng với con điên con khùng luôn rồi. Cả nhà thấy không. Nè, trang cái gì em không biết. Bây giờ em thành người gì luôn. Cả nhà ơi. Ôi da. Cả nhà ơi, cái lá hẹ. Hái lên đây khởi. Này nhỏ vậy? Ừ, nó non, nó dữ. À, cả nhà thấy cái cọng lá đưa khởi, khởi đưa lên, hái đi đưa lên. Là cọng hẹ này là hẹ nước đó cả nhà, phải không cả? Ta kêu hẹ nước phải không? Hẹ nước mình đó. Mà cái này nó còn nhỏ nè cả nhà. Một lát khi nó cọng nó dài bự gì nữa nè. Mà nó còn non nè. Nhỏ quá cái. Nhỏ quay phim này cho chứ. Đó. Nhỏ quá. Quay cho khoảnh này cộng rau chóc rau đấy nói thôi ngày rau chóc nè ngày cái mùa này mình là nước lên gì nè các bạn đó cái mình vô mình nhổ cái món này mình chấm cá kho ngon lắm. Ồ cái này ngon ngon rau chóc mình nè các bạn ơi mình chả mình dắt chị dâu mình ra đồng chơi cảnh ăn cái cảnh miền quê của mình đó. Cái này thì mùa mưa á cả nhà, mùa mưa á thì nó xuống á giống như là ruộng nè cả nhà thấy không, là nó một lúa nó có mưa mới xuống nó mới có rau này nè cả nhà, chứ nếu mà ấy khô là không giờ có, mà không có thuốc nữa cả nhà, ăn đấy là rất là tốt luôn. Còn cái rau này lát mình thấy cái cọng bự vô cả nhà coi. Mẹ mình nuôi cá thì thia rồi đó, cảnh đẹp lắm cho cá đâu ăn. Cái này tránh bán quá. Cái này đây mình khỏi rửa luôn cả nhà. Chùi vậy nè. Mình ăn. Mày cả nhà thấy ngọt không? Ôi chua chà. Cái này ngon thì nó ăn cũng không có thú cả nhà. Thì cái này ta trồng. Cái lá gì trên mặt nó có trái nhóc trên luôn á. Mình nói cả nhà nghe là thì cái miền quê của mình á, thấy không cả nhà, không thấy không chỉ nếu mà chỉ cái mùa xuống á
là có cá ăn nè, rau tự nhiên ăn nè, không cần mua luôn đó nha. Thì ta có đất đai ta trồng ớt, trồng rau, trồng chanh, trồng tỏi, thầu tỏi thì cũng trồng được. Thì ớt, chanh ha cả nhà thấy không, tắc nó ta vẫn trồng được luôn đó nha. Thì rau, các loại rau ta trồng ăn là nó, nói chung là về miền Tây mình là không có có thuốc có gì, nó trời mưa nó xuống á là nó mọc lên cả nhà thấy không nè, mọc nè, mọc thiên nhiên luôn á, nó thiệt luôn nè. Cây khế nè cả nhà, cái này cây khế đúng không, cái khế đây nè cả nhà thấy không, nó thiên nhiên ăn không có tốn miếng nào gì, mà cái này cũng người ta cả nhà không hả, quay cánh đồng vậy nè. Cả nhà ra tới đồng rồi cả nhà ơi, đồng ruộng lúa bao la nè, bây giờ mình đi hái bồng bồn đó cả nhà thấy không, cái này nó về chắc xỉu luôn cả nhà ơi. Trời này rất là nắng cả nhà, nắng dữ lắm, nắng mà đi giờ này mình đi từ nãy giờ là có tiếng đồng hồ đó mà chưa ra tới, ra chưa thử ra khỏi giường nữa. Bây giờ mình đi ra đây quay cảnh trời bướm bay, bướm đậu, đậu đó bay đấy, bay đấy. Đức Thành thấy cái mình bán chín nha, tôi bẻ cho bạn ăn coi luôn. Cả nhà thấy trước mặt của mình có mấy con chim không? Nè, mẹ mấy con chim đậu trên cây cỏ đó cả nhà thấy không? Đấy, 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 đó, đó, đó. Bay lên cả nhà thấy không? Đó, đó, đó. Đó. Bây giờ mình về đi vô nhà cả nhà ơi, mình đi hái lá hẹ không có à, người ta chỉ mình ra đây nè, mình hái lá hẹ không có, giờ mình đi vô nhà cả nhà, từ ngoài kia cả nhà thấy không, nó xa ơi là xa luôn, nhà thấy không, nó xa dữ luôn á, giờ mình lội đi vô cả nhà, nắng quá rồi, kiếm lá hẹ không có, lát gì mình kêu một em chồng mình đi ra đi chỗ khác hái có không cả nhà. Ôi, đụt, đụt, đụt. Thì giờ mình đi vô nhà cả nhà ơi, nhà thấy không, cánh đồng à, ra này là em đang đứng giữa cánh đồng luôn á cả nhà thấy không, em đi từ bọc bên kia qua tới đây nè cả nhà, từ bên đó đó, trước mặt em đó, đi từ bên đó qua tới đây nè, bây giờ lội bộ từ cánh đồng này về nè thấy không, giờ đi kiếm lá hẹ mà không có thôi nha, chỉ sao đi lội nữa giờ muốn chết luôn cả nhà, đi hái được cũng mới rau chuối được không, hái gì vậy, hái gì vậy, hái gì mấy đứa, đĩa cắn không nè cả nhà thấy không, cái thằng nhỏ này đi mà đi cái lúa nè cả nhà, trời con mình xuống lội luôn, làm con nhỏ banh lúa người ta luôn, người ta quýnh nó ngồi nó bệnh hậu không coi đi, trời xuống này nước nó mát gì đâu á, cái đó là mình nhổ ra rồi mình cấy lại vậy đó hả, à nhổ cái lúa ra cấy xuống vậy cả nhà đó, cả nhà nghe em mình nói không, bà lớn mà nó giỏi ghê quá nha. Thì cả nhà biết không, nó dạng như lúa này là từ gọi là cái bụi nào mà nó dày cái này nè cả nhà, thì nó chiết ra, nó chiết ra là nó cắm bên trong mấy cái lỗ lỏng lỏng gì nè, nghe thấy không, vô cả nhà ơi, quá trời luôn, quá trời mệt rồi cả nhà, tôi dép con đâu khang à, giờ mình đi vô nhà cả nhà, quá chuyến này đi về chắc xỉu luôn á nha, về chắc liền này hai cái chân liệt luôn, Khang bưng gỗ Khang đây, thu hoạch nó giờ mới được có nhiêu đây cả nhà, thank you.
gì vậy bác chị? Có không? Ôi trời, có nhà. Đi nãy giờ gì đủ cha. Bé cá rô cả nhà. Nhà thấy không? Bắt ra ba. Lên bờ, lên bờ bắt. Bờ lên bờ đi đứng anh. Rồi kệ đây, nó bắt được mà, để cho nó bắt đi. Đừng nhảy nha, đừng nhảy nha. Đem vô nước luôn. Nhảy không? Đi đi lên bờ đi rồi bác, ngày cố tình rồi chứ. Giặt lá đi. Cầm nó luôn. Đặt lại đi em sang rồi. Rồi mình đặt đây, ngày mai mình dở nữa nè cả nhà.